What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review một em bàn phím cơ đến từ hãng Gnet. Và mã của nó sẽ là LK789RGB. Và đây cũng là một trong những con bàn phím cơ khá là hay đến từ Gnet. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi đập hộp thôi nha. Let's go! Đầu tiên về cái phần vỏ hộp thì chúng ta nhìn thấy nó đóng gói giống như hầu hết những con bàn phím cơ đến từ hãng Gnet với cái tông chủ đạo màu xanh lá. Và cái màu này nó khá là giống với lại một cái hãng gì đó, hãng R đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ cùng vỏ hộp luôn. Về cái vỏ bên ngoài thì như các bạn thấy là nó đã có in hình chiếc bàn phím rồi. Đây là hàng phím full size. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở giữa, được gói ở trong một cái lớp nỉ. Đó. Rồi, chúng ta sẽ bỏ sang một bên. Tiếp theo thì ở phía dưới chiếc bàn phím này nữa thì chúng ta sẽ có một chiếc kề tay, cũng được bọc cẩn thận ở trong lớp nỉ này luôn. Khá là ngon. Rồi, để xem còn gì không nha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái tờ của Gnet. Nó có ghi hướng dẫn à? À không, cái này nó chỉ có cái bảo hành thôi, không cần quan trọng lắm. Chúng ta sẽ có thêm một cái bịch nhỏ nhỏ này nữa. Đó, ở trong này nó sẽ có thêm mấy con ốc nhỏ nằm ở trong một cái bịch nữa. Thì những con ốc này dùng để cố định cái kê tay. Nó hết rồi, không còn gì cả. Rồi, như các bạn đã thấy thì đây là thể loại full size. Và tất nhiên với cái form này thì chúng ta có thể chơi kỳ kép thoải mái. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về cái thiết kế bên ngoài trước nhé. Thì cái thiết kế của em này khá là phổ biến. Tức là nó sẽ có một cái lớp mặt phía trên này sẽ là cái mặt bằng kim loại và được sơn. Sơn chống dịch, nó chống cháy vân vân. Và cái thiết kế của em này sẽ là thiết kế kiểu switch nổi. Tức là nó sẽ làm lộ cái chân switch lên như thế này. Đó. Cái kiểu thiết kế này cũng khá là phổ biến. Chúng ta sẽ có thêm một cái kê tay khá là to và dài. Cái kê tay này mình rất là thích theo cái kiểu đã làm kê tay thì phải làm cho nó to hẳn. Như vậy thì nó sẽ kê đủ tay cho mình. Chứ còn nếu không, nếu hơi nhỏ thì nó sẽ hơi với và thiếu. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái lỗ nhỏ đây. Thì cái lỗ nhỏ này chính là những cái nơi để mình bắt ốc cố định vào trong cái bàn phím luôn. Đó, phía dưới bàn phím nó sẽ có những cái đó, chỗ này để mà chúng ta có thể lắp cố định cái kê tay vào. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn thường xuyên di chuyển thì chúng ta cũng có thể không cần phải bắt vít cũng được. Chúng ta mở ra hoặc là gắn vô như thế này. Nó cũng không có dễ dàng mà rớt ra đâu. Đặc biệt là khi chúng ta để một chỗ. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái miếng cao su để mà chống trơn trượt tầm với mặt sau đây. Ta vẫn sẽ có hai cái nâng hạ cao của bàn phím. Đó. Ở giữa thì vẫn sẽ là cái decal logo của hãng. Quay trở lại mặt trước thì chiếc bàn phím này được trang bị một keycap ABS double shot và keycap này cũng có thể xuyên LED. Độ dày của con này thì mình đánh giá không được cao lắm. Nó hơi mỏng so với những cái bộ keycap của những con bàn phím khác. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể dễ dàng thay cái bộ keycap này tại vì nó là layout chuẩn mà. Về dây cáp của em này thì chúng ta sẽ thấy đó là dây cáp nhựa thôi. Đây là nhựa chống rối, nó khá là dày và có cả cục chống nhiễu ở đây. Đầu USB tai A, không có gì đặc biệt. Về dòng switch thì em này đang được trang bị đó là switch quang. Và cái switch quang này thế hệ mới thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ là màu cam. Và theo như nhà sản xuất công bố thì cái độ bền của nó lên tới cả 80 đến 100 triệu lượt nhấn. Khá là ngon lành. Và cái tiếng của nó phát ra cũng sẽ là tiếng blue. Đây. Đó, các bạn nghe thấy. Tiếng của nó kêu lắc tắt rất là to. Giống y chang như blue switch vậy. Với cái switch quang này thì các bạn có thể tự tin là mình sử dụng cho dù có bụi, có nước thì nó cũng rất khó là hư được. Vì mình đã từng bán các cái dòng switch quang rồi thì nó rất là bền. Và hầu hết những cái thằng nào mà sử dụng switch quang thì hầu như là không có phải đi bảo hành. Tiếp nữa mình sẽ cùng các bạn nghe cái tiếng gõ cũng như là cái hiệu năng gõ của em này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần khá là ngon nghẽ nữa của em này, đó chính là cái phần đèn LED. Để mình tắt bớt đèn đi nha. Ok, thì như các bạn đã thấy thì em này đang sử dụng đèn LED đó là RGB, tức là 16,8 triệu màu. Các bạn có thể nhìn thấy là ở phía trên mặt trên này thì đèn LED rất là sáng, mặc dù là đèn của mình trong phòng vẫn còn để rất là nhiều. Thì cái LED của nó vẫn cực kỳ sáng luôn. Đấy.
Nếu mà các bạn thật tắt hết đèn trong phòng đi thì nó sẽ rất là lực rỡ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ để ý là nó sẽ còn có thêm cái led viền RGB chạy xung quanh nữa. Cái led viền này thì mặc dù nó không có lực liền mặt, đó tức là nó không có chạy liền như những con khác, mà nó sẽ chia ra thành từng khúc một. Cái này có lẽ mình cũng không thích lắm, nhưng mà có led viền còn hơn là không. Và nó cũng khá là đẹp. Nếu như mà các bạn tắt led, tắt bớt đèn trong phòng thì nó cũng rất là sáng. Và cái led viền này mình cũng có thể điều chỉnh được thành một màu hoặc là chạy RGB tương tự như là cái đèn led ở phía trên mặt này. Về cái điều chỉnh led thì nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta có FN cộng lên để tăng độ sáng, N cộng xuống để giảm độ sáng. Đó. Có qua phải để tăng tốc độ, qua trái để giảm tốc độ. Đó. Ngoài ra thì để chỉnh các chế độ led thì chúng ta sẽ có từ 1 cho đến 7 và nó có rất là nhiều chế độ đèn led luôn. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Đó, cơ bản là như thế. Còn để reset full thì chúng ta ấn giữ FN cộng với SC ở đây. Giữ một lúc thì nó sẽ tự động reset về bàn phím về cái trạng thái ban đầu. Ok, bây giờ mình sẽ cùng show cho anh em các cái chế độ đèn led của em này nha. Rồi, như các bạn đã thấy thì các chế độ đèn led của em này khá là ngon và nó cũng có nhiều chế độ khá là đẹp so với những con bàn phím khác. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉnh đèn led viền nữa cho nó phù hợp với lại cái phong cách của mình. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là tiếng gõ của em này để cho các bạn nghe thử nha. Ok, mình đã hướng cái mic của mình về phía gần chiếc bàn phím rồi. Và như các bạn thấy đấy thì con này nó có một cái cây tay khá là to cho nên khi mình để lên gõ thì nó sẽ cực kỳ thoải mái luôn. Và nó không sẽ không có bị ngắn quá như những cái cây tay khác mà nó sẽ rất là vừa cho dù là tay bạn dài hay là tay bạn ngắn. Và đặc biệt hơn là nếu mà các bạn không muốn thì các bạn cũng có thể gỡ ra nữa, rất là tiện. À, bây giờ mình sẽ cùng thử xem thử cái switch quang này thì nó có cái tiếng gõ như thế nào nhé. Như các bạn đã nghe thấy thì tiếng của nó nghe rất là kêu, kêu giống như là blue vậy. Và cũng khá là bất ngờ khi những cái thanh start của những cái nút dài này nó được làm cũng rất là tốt. Khi mình gõ thì không hề nghe thấy tiếng lọc xọc như những con bàn phím giá rẻ khác. Mà nghe nó cũng rất là chắc chắn, gần gần giống như là con K89 vậy. À, thực sự là thằng Gnet làm những start của những cái nút dài này khá là ngon. Đó, về điểm led thì con này của nó là rất sáng rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần hiệu năng của em này rồi. Tiếng gõ của nó khá là đanh và nghe nó cũng tương tự như những con bàn phím switch quang khác mà thôi. Và ngoài những cái tính năng như là LED RGB hoặc là có cái tay rời thì chúng ta còn được bonus thêm cái tính năng nữa đó là chống nước toàn diện. Về những cái con này thì chúng ta có thể ngâm nước, rửa và vẫn có thể sử dụng bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta phải để phơi khô nhé, cho nó chắc ăn. Và ngoài ra thì em này còn có thể thay nóng switch được. Nhưng mà switch quang thì các bạn lưu ý là hầu như là không bị hư, mà nó chủ yếu là bị hư mặt thôi. Ta chỉ cần thay khi mà cái switch nó bị gãy hoặc là bị hư. Còn rất hiếm khi cái switch mà bị chập chờn lắm, tại vì những con switch quang thì nó rất là trâu.
Ôi, vậy tóm cái máy lại về chiếc bàn phím này thì với giá khoảng lăn quanh hơn 800 ngàn đồng thì rất khó mà kiếm được một em switch quang LED RGB cực đẹp như thế này, và còn có thể hỗ trợ cả kê tay rời tháo ra được. Mặc dù cái đèn LED của nó sẽ có một khuyết điểm khá là lớn, đó là do nó mất đây, nhìn nó không được liền mặt cho lắm. Nhưng dù sao thì chúng ta để tay như thế này thì nó cũng che mất cái LED ở hai khu này rồi, mà chủ yếu là chúng ta sẽ nhìn thấy LED ở giữa đây và hai viền. Về ban đêm thì nó cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì nó còn một số cái điểm trừ khác, ví dụ như là cái dây của nó sẽ là không được bọc dù thì nó sẽ không được ngon lắm. Và một cái điểm trừ nữa thì mình thấy nó là cái phông chữ của em này. Phông chữ của nó thì nhìn nó hơi nhỏ và nó không có được đẹp lắm. Theo mình thì cần cải thiện về cái phông chữ này nhiều hơn, hoặc là các bạn có thể thay nguyên bộ keycap khác cho nó xịn hơn, tại vì keycap này nó cũng rất là mỏng. Nhưng mà chúng ta thấy đó, chỉ với tầm giá chừng này thì chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều và chúng ta sẽ có thể nâng cấp được nó cũng rất là dễ dàng. Ok, với tầm giá này thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím rất là ngon này? Các bạn có thể để lại đánh giá phía dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.